Hello cả nhà, đây nhìn dạo quang số học trò rất là sáng luôn nha. Em xin giới thiệu cả nhà một con Casio nội địa Nhật sản xuất Thái nha. Con này là bản Thái, dạo quang số học trò rất là sáng luôn, pin năng lượng nha, size 40. Đó, dây rút nha, dây tầm 20 đổ về. Đó, có 5 báo thức, có báo tiếng luôn nha. Rồi bấm giờ đếm ngược, lịch vạn niên đầy đủ. Đây có mức báo pin năng lượng nè, có chữ RC để nhận sóng nè, giờ thế giới nè. Đó, con này là bản đặc biệt nha các anh. Đó, rất là hiếm luôn, tại vì số học trò dạo quang bình thường là đâu có đâu. Đây còn đẹp nha, đẹp rin. Đó, full chức năng luôn, lâu lâu mới có một con nha cả nhà. Đó, bản Thái, bình thường là bản China nhưng mà cũng là nội địa Nhật nha. Size 40 chưa núm. Rồi mời cả nhà.